Dạ con xin mến chào cô chú chị em nha. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10. Ngày hôm nay con có lên 2 clip, 1 clip phô mai và 1 clip cây mai dán bay thành phẩm. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú chị em ủng hộ con nha. Kính chúc cô chú chị em có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Đầu tiên, cây này là một cái cây mai dán bay, cây này rất là đẹp, bông đẹp. Lý do sao thường thường thì có những cái cây mai em bao bông và có những cái cây mai em không bao bông. Cây này em bao bông là lý do nó nằm ở nhà em nuôi từ phôi ra nghe anh nè. Đó, cây này rất là đẹp. Đường thân rất là tuyệt vời luôn. Hiện tại giờ nó đang nằm trên một cái chậu Oban. Chậu này chậu giả cổ nha, chậu liền lạc hết. Chậu này thì anh em nhìn thấy là cũng biết rồi. Chậu này em cũng mua giá cũng rất là cao. Tại vì những cái cây chậu nhà em sưu tầm đó rất là cao ha anh em. Rồi cái này, tán ngang của nó hiện tại giờ quên, có thước mà quên đo. Tán ngang của nó hiện tại giờ là 1.5m nha anh em. Chiều cao thì em tính lên tới đây thôi là được khoảng chừng 77. Đó, còn lên tới đây nữa là tại vì cái đọt này em đang nuôi thả ha. Cốt cành ở trong rất là đẹp luôn. Rồi quay gần là đi bạn ơi. Đó. Đây, nguyên cái vàng này. Cô chú anh chị nhìn thấy cái vàng xương của nó rất là đẹp ha. Cái mặt bên này thì cái củ nó rất là đẹp. Giờ em đo cái hoành nè. Vị trí hoành em đo ở đây trước đi ha. Nó rậm rạp quá, không biết có đo đúng không. Hiện tại em đo chỗ này là 42 ha. Hai cô chú. 42. Đo nhỏ nhất nó nằm ở đây. Vị trí nằm nhất nhỏ ở đây là nó được 30 chuẩn. Cốt chính của nó nè, thì anh em cũng nhìn thấy những cái cốt cành của nó rất là bự. Đó, bên đó là bên mặt tiền ha. Đó, đường thân nó rất là đẹp luôn. Cây này thì lô này thì em bán năm rồi, thì anh em cũng biết à. Cây này thì em cũng lúc em nuôi thì bông nó đã nở tại vườn em, bông từ 7 cánh lên tới 12 cánh ha. Vàng lá này, vàng nụ này năm nay chơi tết là rất là ok luôn. Cây rất là đẹp. Cái chậu hiện tại bây giờ em đang nằm trong cái chậu lọt lòng 60 ha. Chiều hông của nó là được 50. Đó, cái chậu rất là đẹp ha. Còn cái đôm này thì khi anh em chốt cây á, anh em không có cái đôm nha, chỉ có cái chậu thôi. Đó, giờ nhà anh kiếm cái đôm nào đó đặt lên, cây rất là đẹp. Đây là cái mặt tiền của nó ha anh em. Rồi, giờ em sẽ quay cái mặt bên kia cho anh em xem lại nha, tại em không có bàn xoay á. Với phần cây này nó hơi bự, bây giờ em không có xoay được. Em sẽ quay cái mặt kia bên kia cho anh em xem. Dạ rồi, đây là cái mặt bên kia. Mặt nào nó cũng ấm tàn nha anh em. Những cái cốt cành ở trong thì cành bé nhất của nó cũng tại cũng gần bằng ngón út rồi. Còn cành lớn nhất của nó là bằng ngón cái em rồi đó. Cây này em nuôi từ phôi ra nha anh em. Đó, xoay quay cốt cành lại mặt bên này đi anh em. Nè cái củ của nó nghe anh em. Củ nó rất là đẹp. Thì đôi khi có những cái cây mai thì em nói anh em, hoành nó không nói lên được tất cả ha. Cây này độ già của nó, nhìn nó lão cây á, và cái cốt cành đóng rất là chuẩn cây. Nó đường thân nó cũng rất là đẹp luôn. Số điện thoại của em là 0912256200. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú anh chị em ủng hộ em clip đầu tiên ngày hôm nay á. Em sẽ ghép hình mặt bông của em lên trên chỗ này cho anh em xem. Đó, đây là cái hình mặt bông em chụp cách đây cũng vài tháng rồi. Bông nó nở trái mùa. Đó. Rồi, cây này là cây đầu tiên của clip ngày hôm nay. Quên, ngày hôm nay em chỉ lên có cây này trước à. Rồi clip sau em sẽ lên clip phôi. Cái này em xin mạn phép giao lưu giá cô chú anh chị em là 16.500.000. Con bao ship trong nội thành miền Nam ha. Còn ở xa thì con vẫn bao ship, con vẫn ship, nhưng có cái giá cả thì có thể thương lượng lại ha cô chú. Số điện thoại của em là 0912256200. Hy vọng sẽ được cô chú anh chị em đi ngang ủng hộ em trong clip ngày hôm nay. Kính chúc cô chú anh chị em có một buổi tối xem clip thật vui vẻ ha. Nếu cô chú anh chị em xem clip bên con thấy hay, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam bên con, để con có động lực sưu tầm những mặt hàng độc lạ quái rẻ về phục vụ cho anh em. Rồi xin chào tạm biệt anh em á.